Dạ vâng, em xin mến chào toàn thể quý vị, quý anh chị đang theo dõi kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu. Hôm nay em xin review cho quý vị, quý anh chị được xem đảo Sip. Và em cũng xin giới thiệu qua cho quý vị, quý anh chị biết đảo Sip là một hòn đảo nhỏ với diện tích hơn 9.000 km vuông, nhưng bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc, Nam Bắc, Nam Sip và Bắc Sip vào năm 1974. Thì đảo Sip này xảy ra chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, và Thổ Nhĩ Kỳ đã lấy được một phần lãnh thổ của đảo Sip và gọi là Bắc Sip, nơi em đang sinh sống gọi là Nam Sip. Thì hôm nay em có đi qua Bắc Sip và thuộc phần cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ, thì em xin review qua cho quý vị xem. Và nơi em đang ngồi đây là em đang đợi để đi qua biên giới của Bắc Sip, hay còn gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Em xin quý vị theo bước chân em để em review Bắc Sip và người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở bên Bắc Sip thì có gì khác so với người Sip ở bên Nam Sip nha. Quý vị thấy kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu hay, xin hãy ấn like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh giúp em nha. Dạ vâng, thưa quý vị, quý anh chị, em đã sang được bên Bắc Sip rồi đấy ạ. Em xin review cho quý vị, quý anh chị xem. Bên này hoàn toàn người sinh sống ở đây là người Thổ Nhĩ Kỳ nha quý vị. Và đây là một cái siêu thị nhỏ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có người Sip ở đây sinh sống nhưng không nhiều, đa phần là người Thổ Nhĩ Kỳ nha quý vị. Ở đây là một siêu thị nhỏ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Và hôm nay em được sang đây để chơi và tham quan. Em xin review cho quý vị xem. Đó, người Thổ Nhĩ Kỳ có gì khác so với người gốc Sip nói tiếng Hy Lạp nha quý vị. Bên đây họ, người Thổ Nhĩ Kỳ họ sống ở đây nhưng họ cũng biết nói tiếng Hy Lạp rất là rành luôn, bởi vì họ sống ở đây rất là lâu năm nên là họ nói hai thứ tiếng, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Hy Lạp. Đó, quý vị theo dõi kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu thì sẽ được biết nhiều hơn về cuộc sống của người dân bên hòn đảo nhỏ này. Vâng, mời quý vị theo bước chân em. Em đã có mặt bên Bắc Sip, người Thổ Nhĩ Kỳ nha quý vị. When I pass there, no, now I am allowed, Manamu. Because they don't want to show the boat in the from north and south side route, kata la vet. Now I'm allowed, no problem. Đó, đây chính là đường xá và nhà cửa của người Thổ Nhĩ Kỳ nha quý vị. Quý vị xem có gì khác so với người Sip không ạ? Đây chính là Bắc Sip. Hôm nay em được đi tham quan. Manamu echo yuyam. Pemure. Ime YouTube. Ne. In here the how different for the south side route, ne? Yeah, you just see everything so. Ne, oh. This is what's Greek before. Ne, but the design different design here. Yeah. Oh. Toàn bộ, thưa quý vị, toàn bộ những người sống ở đây là đều là người Thổ Nhĩ Kỳ. We go and after we can put there. Of course. Đó, quý vị thấy kênh của em hay, nhớ đăng ký kênh, chuông, like và chia sẻ ủng hộ cho em nha. Đó, Nam Sip và Bắc Sip.
the Neptunus and the Venus to Varus. Ne, we go to play to see the how, if you remember. Vào một năm 1974 thì nơi em đang đi thế này là toàn bộ người ship ở nhé. Người ship ở, nhưng do chiến tranh. But they have the bandila over there. Yeah, but the way I don't know. After you put over there, madam. You ask her to see if they have bandila. Những nơi ngày vào trước năm 1974 thì vùng đất này là thuộc người Sip. E si benzina gado? Benzin. Monogino? Ah, ok. Energy alo? Ah? Enviso benzina, ente yes. Gado energy? Yo. E si maglia? Ah. E bien ne basi? Na bais beri baban andaks. Ne ba fama gusta? Ne. Έχει πω το φάμα βούτκα. Φάμα γούστο να έχει πες στον δρόμο. Α, οκ, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να πάει βαρόσινια. Ναι, ναι. Εντάξει, τι είναι και έχει. Ευχαριστώ. Εσύ Κύπρο. Ναι. Α, μπράβο. Λα μην είδαμε. You see how they happy when they see the Kipro. Đó, dạ vâng, thưa quý vị, quý anh chị, đây là cánh đồng của người Bắc Síp, thuộc người Thổ Nhĩ Kỳ nhá. Và mùa này thì cánh đồng hai bên này rộng bao la bát ngát, cánh đồng này không trồng cái gì được luôn vì nó không có mưa. 6 tháng mùa hè ở bên đảo Síp này không có mưa nha quý vị. Những cánh đồng rộng như thế này họ chỉ trồng được một vụ thôi. Chủ yếu là họ trồng cỏ để phục vụ cho gia súc như dê và cừu, bởi vì người Thổ Nhĩ Kỳ họ chỉ ăn họ không ăn thịt lợn vì họ theo đạo Hồi giáo nha. Họ chỉ ăn thịt gà, thịt dê và thịt cừu thôi quý vị. Đó. Những người theo đạo Hồi giáo họ sẽ không ăn thịt lợn. Cho nên là đồ ăn bên Bắc Síp của người Thổ Nhĩ Kỳ này rẻ hơn một nửa so với người Nam Síp nha quý vị nhá. Bên Nam Síp đồ ăn cực kỳ đắt đỏ. Còn bên này thì họ giảm, họ rẻ đi một nửa. Nên hôm nay em sang bên này xem, review cho quý vị xem. Đó, cánh đồng trước mặt và đường đi dọc bao la bát ngát, đường đi ở giữa. Hôm nay em sẽ về Famagusta, một vùng du lịch nổi tiếng. Một vùng du lịch nổi tiếng của đảo Síp và đẹp nhất của đảo Síp nha quý vị. Đó, mời quý vị theo bước chân em để xem những cái video chân thực nhất và tuyệt vời nhất nha quý vị. Vị xem cánh đồng rộng bao la bát ngát nhưng mà không trồng được cái gì luôn. Đó. Em sắp đến Famagusta rồi. Em xin dừng video ở trên đường đi, đến khi nào đến Famagusta em sẽ review cho quý vị xem. Em xin chào và tạm biệt quý vị, quý anh chị, hẹn gặp lại quý vị sau ít phút nữa nha. Dạ vâng, thưa quý vị, em đang ở Famagusta. Bên này hoàn toàn là người Thổ Nhĩ Kỳ nha. Và trước mặt em là nhà thờ Hồi giáo. Đó, rất là đẹp luôn thưa quý vị. Đây là một đường vòng tròn. Nơi em đang đi là Famagusta, Cộng hòa Síp, nhưng mà thuộc phần lãnh thổ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Đó. Mời quý vị theo bước chân em để được khám phá những điều kỳ thú nhất của kênh Phương Lương Cuộc Sống Với Châu Âu. In here, supermarket here. Đây là mẹ. You see there? No. They say 2 km nè.
Elisha Edamed. Hey, when you busy, I have one supermarket, we go there and that's it. Super. Em sang bên này toàn là người Thổ Nhĩ Kỳ viết và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nên không hiểu cái gì luôn à. Đó, hỏi họ cũng không có hiểu. Một số người thì họ nói tiếng Síp, còn một số người thì không. No. Đây là một cây xăng của người Thổ Nhĩ Kỳ nhé quý vị. Milas Eliniga, Iglesia, English, supermarket, big supermarket. Em muốn đi vào siêu thị mà hỏi họ không có biết nói tiếng Síp nhiều nên là rất khó để tìm. Đó. Quý vị, đấy là tiếng kinh của nhà thờ nha quý vị. Sang bên Bắc Síp này họ không nói được nhiều tiếng Anh. Tiếng người Síp thì cũng không biết nhiều. Nên là muốn hỏi đường là cũng khá vất vả thôi quý vị. I don't understand. Đây là tiếng kinh của nhà thờ Hồi giáo nha quý vị. Ενώ κότσας τώρα και καμή προσευχή, καμή προσευχή ο κότσας. Ναι. Το δε τζαμί. This is a new, ναι, Muslim, ναι. Yeah. Muslim. Για να διαχωρίζει έτσι Muslim. But they believe too much for Muslim. Too much. Crazy was it. Đó. Này, đây chính là nhà thờ Hồi giáo nha quý vị. Đó, sang đây thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái nhà thờ Hồi giáo như thế này. Đây là toàn cảnh một góc của thành phố Famagusta, đảo Síp. Nhưng mà là do người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống và cai trị nha. Toàn bộ chính phủ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Where we go? The 50 order. The market. Le dame order. Ne. Market. Lari. Market. Neri. I don't know. The order. Đây chính là một cái siêu thị của người Thổ Nhĩ Kỳ nha. Em đã tìm ra rồi. Lát nữa em sẽ review bên trong cho quý vị xem nếu như em được phép quay camera. Hẹn gặp lại quý vị trong ít phút nữa nha.